một nhóm thanh niên tụ tập đua xe vừa bị công an phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vây bắt. Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng 17 tháng 1, hàng chục thanh niên tụ tập trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7 để tổ chức đua xe trái phép. Đoàn xe chặn đường liên tục rồ ga gây mất trật tự. Nhận tin báo từ người dân, tổ tuần tra 363 công an quận 8 đã chặn một đoạn đường, nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp. Nhiều tốp quái xế chạy toán loạn vào nhiều con hẻm tẩu thoát. Cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên trong đoàn bão, bàn giao cho công an địa phương xử lý. Gần đây, tình trạng quái xế chặn đường quốc lộ so kẻ tốc độ gây náo loạn cả ngày lẫn đêm tái diễn ở nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 6 tháng 12 năm 2020, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã vây bắt hơn 100 xe đi bão náo loạn ở quốc lộ 1, quận Thủ Đức. Trong lúc truy đuổi, nhiều thanh niên đã rồ ga lao vào các hẻm nhỏ, nhà dân để trốn tránh. Thưa quý vị, sau 7 tháng hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung theo thủ tục sơ thẩm, sáng ngày 18 tháng 1, Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tuyên phạt bị cáo Lê Thảo Nguyên 8 năm 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều cơ quan báo chí. Vụ án thu hút sự chú ý dư luận và từng được chuyên mục Đường dây nóng phản ánh những bất cập qua phóng sự tiến sĩ đi tù vì giấy lo việc vào đầu tháng 6 năm 2020 vừa qua. Theo cáo trạng, cuối năm 2014, dù không có chức năng nhiệm vụ xin việc, ông Lê Thảo Nguyên được thầy giáo cũ nhờ lo công việc cho con trai của mình là anh Hà Phương bằng một bộ hồ sơ xin việc kèm số tiền 300 triệu đồng, có giấy giao nhận để lo công việc. Số tiền này sau đó được góp vốn vào một nhà hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội để anh Phương làm việc. Tuy nhiên sau đó anh Phương về quê lấy vợ, gia đình muốn lấy lại số tiền trên nhưng trên quan điểm góp vốn, ông Nguyên đề nghị tính lỗ lãi số tiền góp vốn này nhưng không được chấp nhận. Từ đơn tố cáo của gia đình thầy giáo cũ, ông Nguyên sau đó bị khởi tố bắt giam. Đến cuối năm 2019, ông này đã bị tuyên phạt 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng sau đó, tòa phúc thẩm đã quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung theo thủ tục sơ thẩm vào đầu tháng 6 năm 2020 vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15 tháng 1 vừa qua, ông Nguyên tiếp tục kêu oan về việc không phạm tội, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử triệu tập ông Hà Trọng Tân cũng như hai nhân chứng quan trọng khác, tuy nhiên không được chấp nhận. Hội đồng xét xử cũng thông báo tách sự kiện pháp lý là hai bộ hồ sơ xin việc của anh Hà Phương bị nghi làm giả hồ sơ bằng đại học vốn là căn cứ hủy án sơ thẩm thành một vụ án khác. Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của nhân chứng, bị hại, hội đồng xét xử khẳng định có đủ cơ sở buộc tội bị cáo như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tuyên phạt bị cáo Lê Thảo Nguyên 8 năm 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ gần 1 tấn thịt trâu và thực phẩm đã qua chế biến nhưng không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra xe khách biển kiểm soát 47B00469 trên quốc lộ 14 thuộc địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước phát hiện 380 kg thịt trâu và 555 kg thực phẩm đã qua chế biến gồm xúc xích, bò viên, cá viên, tôm viên, hải sản, rau củ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Tấn Nghi, quê Đắk Lắk không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thực phẩm trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng chờ xử lý theo quy định. Mới đây, Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có buổi làm việc về công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong cao điểm cuối năm tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung nhận diện, xử lý thực trạng buôn lậu qua hình thức trung chuyển, tạm nhập, tái xuất tại các khu vực cảng biển, sân bay. Theo Ban chỉ đạo 389 thành phố Hồ Chí Minh, lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc mở tờ khai hải quan trực tuyến, nhiều đối tượng doanh nghiệp đã thực hiện hành vi buôn lậu qua đường trung chuyển, tạm nhập tái xuất. Thực trạng phổ biến là sau khi đưa hàng về cảng, trên đường vận chuyển để xuất sang nước khác thì sang hàng ở kho giữa đường. Chúng tôi đã lưu ý các lực lượng chức năng phải làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng chức năng các tỉnh bạn, đặc biệt là các cái tỉnh có biên giới để chúng ta nắm bắt cái quá trình thực thi cái hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng trung chuyển để làm sao ngăn chặn. Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác trên địa bàn để đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ việc sản xuất kinh doanh hàng nhập lậu, qua đó để răn đe, trấn áp, đồng thời tuyên truyền kêu gọi các tiểu thương không tiếp tay kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nói chung mình ở đây là bán hàng Việt Nam, không có nhập hàng gì.
không có hàng kém chất lượng, coi như hàng mấy hàng này hàng của Việt Nam mình không à. Trong năm vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện gần 25.600 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 5.700 tỷ đồng. Theo đó, năm nay thành phố sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, không để hàng gian, hàng giả tràn lan ngoài thị trường. Thưa quý vị, quốc lộ 1 trục đường chính đi qua tỉnh Quảng Ngãi hiện nay đang ngập tràn rác. Rác tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn tạo hình ảnh không tốt cho mọi người khi đi qua tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền các địa phương dọc trên tuyến đang triển khai nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng này. Dọc tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, người đi đường rất dễ bắt gặp những đống rác như thế này. Rác bị vứt bỏ vô tội vạ hai bên đường, cả trong lẫn ngoài tường hộ lan an toàn giao thông đều nhầy nhụa rác. Thậm chí rác còn vứt ra ngoài đường đi. Những đống rác lộ thiên này không chỉ bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống gần đó, mà còn là vật cản gây mất an toàn, dẫn đến tai nạn cho người đi đường. Mình thấy dục rác bừa bãi này là mất thẩm mỹ. Cảnh quan ở đây làm ra là ô nhiễm tới người dân rất là nhiều, ảnh hưởng vô cùng. Về người dân thì tất nhiên cũng mong sao coi như là các cấp coi như là làm sao cho nó sạch sẽ, nó đẹp, nó thẩm mỹ một xí. Với đoạn đường dài trên 60 km, có nhiều nhà máy, xí nghiệp hoạt động tập trung nhiều công nhân, quán ăn, nên quốc lộ 1 đi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh là nơi có nhiều bãi rác lộ thiên. Nhiều người thiếu ý thức đã thường lén lút vứt rác sinh hoạt ra môi trường. Trong năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Phong đã phát hiện xử lý 19 trường hợp vứt rác trên quốc lộ 1 và lập biên bản xử phạt 28,5 triệu đồng. Xã cũng đã gửi văn bản đến các công ty, xí nghiệp hoạt động trên địa bàn, tuyên truyền, vận động công nhân bỏ rác đúng nơi quy định. Những đống rác như thế này đang làm quốc lộ 1 cửa ngõ vào tỉnh Quảng Ngãi xấu đi trong mắt người qua đường, làm mất mỹ quan đô thị và tạo ấn tượng không đẹp cho các nhà đầu tư. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp hay những vấn đề mà quý vị gửi về chương trình, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sớm có thông tin trong các chương trình tới. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0868010101 và địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Quý khán giả cũng có thể gửi thư về chương trình theo địa chỉ Đường dây nóng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Mới đây qua hệ thống camera giám sát, cơ quan chức năng đã phát hiện một người đàn ông ở xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đổ rác thải trộm. Hành vi này đã bị xử phạt 3 triệu đồng về việc đổ rác không đúng nơi quy định. Công an xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh cho biết vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 17 tháng 1 năm 2021 tại tuyến đường D Hữu Phủ thuộc thôn Xóm Mới, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tổ tuần tra công an xã phát hiện bắt quả tang một người đàn ông tên Lê Văn Sơn, sinh năm 1973, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, đang có hành vi đổ rác thải sinh hoạt xuống bờ đê. Công an xã Thạch Bình yêu cầu người đàn ông này thu gom lại rác thải để xử lý theo quy định và đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông Sơn thừa nhận hành vi vi phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm. Công an xã Thạch Bình cho biết hiện trên địa bàn xã có 28 mắt camera, riêng tại đoạn đê Hữu Phủ có một mắt giám sát an ninh, quản lý an ninh trật tự. Trong thời gian tới, xã Thạch Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.